Vâng, em test đẩy Jamsa 9110 nhá. Vâng, em lại test luôn cái đôi loa này cho mấy anh khách hàng luôn nhá. Đây là đôi Sony L3 nhá. Đấy, em đang mới chỉ test đẩy thôi nhá, test âm ly nó cực hay. Vâng, test đẩy nghe đã rất phê rồi. Vâng, thì em test cái đẩy này 9110 nhá, và test đôi loa luôn, kèo luôn. Đấy, vâng, tiếng đôi loa rất hay. Đây nhá, đẩy chạy đi nhá. Đấy, đây là em đang đánh vế này. Đấy, con này thì có một cái vết nõm ở đây, một vết hấn sâu ở đây nhá, không ảnh hưởng gì cả. Ok nhá, cái đẩy bên này chạy rồi nhá. Đấy, em vận nhỏ đây này. Đấy, vận này. Con này có một nón đây nhá. Em giờ ở đâu? Hằn vui duyên mới. Ok nhá, hai bên đẩy chạy ok nhá. Em giờ em sẽ thử cả đẩy cả la luôn. Em đẩy cái thước nha. Em đo kích thước của loa nhá. Cao của này lên tới 75. Rất cao to. Sâu 30. Ngang tận 37, ngang 37. Quý vị để những cái loa cột nó cao to nhảy mà so với con này nó cũng chỉ là rất nhỏ. Vâng, đấy. Những loa này mà so với con này nó rất nhỏ. Đấy. Hai con loa Buxell rất cỡ lớn so với con này cũng rất nhỏ nhá. Vâng đấy. Vâng, tiếng rất hay nhá. Đẩy ok rồi ạ. Vâng, loa ok nhá. Vâng, em xin cảm ơn. Quý vị nào còn đấy thì alo cho em nhá. Vâng, quý vị nào lấy thì alo cho em, số điện thoại của em là 0966 594 581, hoặc quý vị có thể qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn.